Quý 1, nguồn cung nhà phố tại thành phố Hồ Chí Minh đạt 490 căn, tăng 23% so với quý trước. Rổ hàng sơ cấp chủ yếu đến từ thành phố Thủ Đức, quận 12, huyện Bình Chánh và tập trung phần lớn vào nhà phố thương mại. Đây cũng là phân khúc có tỷ lệ hấp thụ cao nhất trong quý. Trong quý vừa qua thì chúng tôi ghi nhận là khoảng là 60% tỷ lệ hấp thụ. Thì điều đó đáng thấy rằng là có nguồn cung thì sẽ có nguồn cầu. Nhất là đối với cái loại hình nhà phố thương mại, bởi là cái giá trị về thương mại của nó cũng như là những cái vị trí kế ngay trong dự án, thường là các con đường lớn hoặc là gần với các cái khu căn hộ khác với mật độ người đi lại khá là nhiều. Theo DKRA Việt Nam, lượng tiêu thụ nhà phố biệt thự tăng gấp 4,5 lần so với quý trước. Thành phố Thủ Đức vẫn là khu vực dẫn đầu về nguồn cung lẫn lượng tiêu thụ toàn thị trường. Trong đó, có đến hơn một nửa đến từ các chủ đầu tư lớn, phát triển khu đô thị khép kín có mật độ không gian xanh cao và đầy đủ tiện ích. Đơn cử, Masterite Homes vừa mở bán phân khu nhà phố thuộc dự án The Global City. Dự án được quy hoạch trở thành khu trung tâm mới tại Thủ Đức. Bên cạnh khu vực Nguyễn Huệ, Lê Lợi, đã đến lúc thành phố Hồ Chí Minh cần có một trung tâm thứ hai để đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí ngày càng cao của người dân mỗi dịp cuối tuần và lễ Tết. Chúng tôi kỳ vọng phân khu nhà phố Soho tại dự án không chỉ thu hút người dân đổ về vui chơi, mua sắm, ăn uống, mà còn trở thành nơi có tiềm năng cho các hoạt động kinh doanh thương mại. Khi mà người dân sống trong đó, họ có thể có tất cả các cái tiện ích nội khu, ví dụ như trung tâm thương mại hay là những khu vui chơi giải trí, những khu vực dành cho gia đình và kể cả là những cái thiết kế, chúng ta thấy rằng là nó sẽ hướng đến tính cộng đồng hơn rất là nhiều. Và ở trong đó, người dân, các cái nhà phố thương mại chẳng hạn, họ có thể kinh doanh và phục vụ ngay chính người dân trong nội khu đó, bởi cái dân số ở trong các khu vực này khá là lớn. Trong một khảo sát mới đây của kênh bất động sản.com.vn, có đến 92% người khảo sát mong muốn sở hữu nhà trong tương lai. Trong đó, thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội là thị trường thu hút nhất. Do đó, khu đô thị có nhiều không gian xanh và đảm bảo giá trị kinh doanh thương mại, giải trí, tiếp tục thu hút người mua ở thực lẫn đầu tư.